Gazzetta dello Sport vừa qua đã đăng tải hình ảnh của tiền vệ Drosy của AS Roma cùng bạn gái là nữ diễn viên Sara chèo thuyền trên vịnh Hạ Long và hình ảnh này đã được anh bất ngờ đăng tải trên Instagram cá nhân của mình và thu hút được sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Cùng với đó nhiều hình ảnh về đất nước Việt Nam cũng được chụp lại và đăng tải trên Instagram của cô bạn gái Sara sau khi tới mừng lễ cưới của đồng đội là Alexander Rofa Florenzi. De Rossi cùng Sara đã quyết định đông tiến tới Việt Nam để nghỉ ngơi sau mùa giải. Được biết, sau Việt Nam, cặp đôi này sẽ sang Campuchia và Thái Lan trước khi về nước để De Rossi tập trung với đội đi du đấu ở Australia và Indonesia. Có lẽ cầu thủ 31 tuổi chọn Việt Nam theo lời khuyên của cha là huấn luyện viên Alberto bởi Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng ông. Cách đây không lâu, ông Alberto De Rossi đã sang Việt Nam tham gia giải bóng đá trẻ Nutifood Cup tại thành phố Hồ Chí Minh.